Sắc bình và hôn nhân của dàn cá mập Thương vụ Bạc Tỷ, duy nhất một người chưa kết hôn. Trong dàn cá mập đình đám của chương trình Thương vụ Bạc Tỷ, chỉ duy nhất Sắc Louis Nguyễn vẫn trong tình trạng độc thân. Ở tuổi 60, Louis Nguyễn gây bất ngờ vì phong thái nam tính vô cùng lịch lãm. Giữa vô vàn các game show giải trí, chương trình nghệ thuật, Shark Tank, Thương vụ Bạc Tỷ vẫn chiếm ưu thế vì mang lại nhiều cơ hội kinh doanh, các kiến thức mới trong lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh sự nghiệp khét tiếng, câu chuyện đời tư của những cá mập cũng được khán giả hết mực quan tâm. Nhìn chung tất cả đều chọn cách sống kín tiếng thay vì phô trương trên mạng xã hội. Shark Bình. Những ngày vừa qua, Shark Bình là từ khóa được quan tâm hàng đầu khi công khai hẹn hò diễn viên Phương Oanh. Cuộc tình này sẽ không gây tranh cãi nếu như đại gia ngành công nghệ lộ thông tin chưa ly hôn doanh nhân Đào Lan Hương. Thực chất, việc thuận tình ly hôn cũng như quyền chăm sóc con cái chỉ mới trên cơ sở lý thuyết. Đôi vợ chồng vẫn chưa ra tòa và nhận quyết định chấm dứt quyền vợ chồng theo quy định từ pháp luật. Trong vài tháng gần đây, tôi đã quen biết, tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm với Phương Oanh. Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm là chuyện bình thường trong xã hội. Chúng tôi quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài nên chắc chắn không có câu chuyện người thứ ba ở đây, Sắc Bình giải thích. Trong chặng đường hơn 20 năm, doanh nhân Đào Lan Hương đã đồng hành cùng Sắc Bình trong việc xây dựng và phát triển tập đoàn Nextech. Chia sẻ về khoảng thời gian đầy khó khăn đó, doanh nhân Đào Lan Hương cho hay bà vẫn chưa thể quên những đêm trường kỳ làm việc, xử lý hợp đồng dự án, sáng hôm sau tới trường như bình thường. Sắc Phú, ngồi ghế nóng Thương vụ Bạc Tỷ, Sắc Phú để lại nhiều ấn tượng vì cách nói chuyện thực tế cùng vốn kinh nghiệm sâu sắc. Trên trang cá nhân, chủ tịch tập đoàn Sunhouse dành phần lớn thời gian cho công việc. Tuy nhiên, vị cá mập vẫn dành những lời khen có cánh về người vợ tào khang của mình. Nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2021, khán giả mới có cơ hội lần đầu chiêm ngưỡng dung nhan của bà. Được biết, vợ Sắc Phú tên là Huyền, hạ sinh cho chủ tịch hai con trai đầu Simon Nguyễn, sinh năm 1999 và đang học tại Đại học Boston, Mỹ, con trai thứ hai là Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001. Dù bận rộn với những dự án lớn, nhưng Sắc Phú luôn quan niệm bữa cơm gia đình là thời điểm lý tưởng nhất để gắn kết tình cảm các thành viên. Thời mới lập gia đình, Sắc Phú rất siêng năng vào bếp, giúp vợ nấu các món ngon lấy lòng cha mẹ chồng. Sau này, ông đặt mục tiêu mỗi tuần 2-3 lần cùng vợ phụ việc bếp núc, ăn cơm nhà với bà xã và con cái. Tôi không áp đặt hay bắt con phải nghe theo lời mình, mà thông qua những câu chuyện kinh doanh xã hội thường nhật trong mỗi bữa cơm để con hiểu về cuộc sống, từ đó tự định hình lý tưởng sống cho riêng mình, Sắc Phú cho biết. Shark Louis Nguyễn tham gia Shark Tank từ mùa thứ tư. Shark Louis Nguyễn là cá mập gây ấn tượng nhất bởi vẻ ngoài phong độ nam tính cùng nụ cười đốn tim phái nữ, có sự nghiệp thành công quyền lực trong ngành đầu tư, nhưng các bóng hồng xoay quanh Shark vẫn là điều bí ẩn. Trong đoạn phỏng vấn cách đây không lâu, doanh nhân U60 thừa nhận vẫn đang trong trạng thái độc thân và quan niệm không sử dụng bạo lực với phụ nữ trong tình yêu. Theo tìm hiểu, Shark Louis đã sinh sống, học tập và làm việc tại thung lũng Silicon hơn 30 năm. Từ lúc là học sinh, đã ước mơ trở thành kỹ sư. Sau này lớn lên, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các tập đoàn lớn tại Mỹ. Shark Louis hiện là chủ tịch, tổng giám đốc của một công ty quản lý quỹ đầu tư, đồng thời là một nhà đầu tư lão luyện có kinh nghiệm tại Mỹ và Việt Nam. Shark Hưng. Năm 2018, cuộc hôn nhân của Shark Hưng và Á hậu Thu Trang kém 16 tuổi nhận nhiều sự quan tâm. Mỗi khi xuất hiện, chủ tịch Sen Group tạo cảm giác dễ chịu bởi phong thái điềm đạm, ứng xử tinh tế. Đầu năm 2022, bà xã hạ sinh cho Shark Hưng cặp song sinh vô cùng kháu khỉnh. Trên mạng xã hội, Shark Hưng chăm chỉ khoe ảnh ngọt ngào bên vợ. Từng cử chỉ đều thể hiện sự ấm áp, lãng mạn cho vợ Á hậu. Bản thân Thu Trang, cô vốn đã được biết đến là một người đẹp tài sắc vẹn toàn. Cụ thể, trong thời gian sinh sống và làm việc tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Thu Trang từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Séc năm 2009 và được vinh danh ở ngôi vị Á hậu. Một năm sau đó, cô về nước và lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010. Không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, Thu Trang còn thành thạo tới 6 thứ tiếng Việt, Séc, Nga, Đức, Anh và Latin. Trình độ học vấn của người đẹp Nam Định cũng khiến dân mạng trầm trồ khi tốt nghiệp hai trường đại học y khoa và ngoại giao.